VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Xin chào các bạn, trở lại với kênh YouTube của VDA và tôi là MC Thanh Bình. Dạo gần đây thì VDA chúng tôi đã nhận được rất nhiều thắc mắc của các khách hàng về một vấn đề, đó là VDA ơi, nên mua loại mền nào tốt ở trong mức giá tầm trung, hay là VDA ơi, có khoảng 10 triệu thì nên mua loại mền nào tốt. Và ngày hôm nay thì VDA sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm men, đó là BF Audio T2.5. Đây là sản phẩm men được VDA đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt so với các dòng men khác ở mức giá tầm trung. Nào, bây giờ thì cùng Thanh Bình trải nghiệm sản phẩm nhé. Về thiết kế, mặt trước, mặt nạ được làm từ nhôm nguyên chất, tạo nên một bề mặt chắc chắn. Hai tay cầm hai bên giúp người sử dụng cầm nắm dễ dàng, thuận tiện cho việc di chuyển, lắp đặt. Nút nguồn và tem phản quang chính hãng. Khung inox tản nhiệt được khắc 3D tên hãng. Chính giữa là bảng điều chỉnh gồm hai nút điều chỉnh riêng biệt, hai kênh và dải đèn LED hiển thị mức độ điều chỉnh các kênh của bạn. Mặt sau, cổng kết nối vào ra riêng biệt của hai kênh và hai đầu ra loa. Bên phía góc phải là đầu vào nguồn điện và cầu chỉ tổng. Các thông số của thiết bị. Hệ thống khe tản nhiệt được bố trí hợp lý, sao cho luồng không khí bên trong có thể đối lưu, đẩy khí nóng ra ngoài, làm mát các chi tiết bên trong. Men BF Audio T2.5 là dòng men hai kênh chuyên biệt với công suất cao. Âm thanh được khuếch đại chuẩn, nội lực, nhất là giải âm trầm, giải âm ra loa rất rõ ràng, chi tiết. Không xảy ra hiện tượng rè loa, rè tiếng hay vỡ tiếng khi đánh công suất lớn. Tuy không thể so sánh với những phiên bản khác của BF Audio như T4.7, T6.12 là những loại men cao cấp có công suất khủng, nhưng BF T2.5 so với các dòng men khác có cùng mức giá thì chất lượng hơn hẳn. BF T2.5 được VDA đánh giá là loại men phù hợp để đánh các dòng nhạc nhẹ, cần độ sâu lắng. Tuy nhiên, nó cũng có những khuyết điểm của riêng nó, đó là BF T2.5 chỉ phù hợp để sử dụng cho những căn phòng có diện tích nhỏ hơn 35m2, vì ở diện tích như thế này thì nó đạt hiệu quả tốt nhất. Còn với những căn phòng lớn hơn 35m2 thì hiệu quả của nó không tốt bằng bởi vì công suất không đủ. Vâng, và giá của BF T2.5 được bán tại showroom của VDA là 10 triệu đồng. Giá này là khá cao đúng không? Nhưng mà đối với chất lượng của sản phẩm thì giá này hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo. Hơn thế nữa, đối với những dòng sản phẩm cao cấp khác thì giá của chiếc men này đã là thấp hơn rất nhiều rồi. Vâng, và nếu ai yêu thích bộ men BF T2.5 này thì các bạn hãy nhanh chân lên để đến ngay showroom của VDA để lựa chọn sản phẩm cũng như nhận được bộ quà tặng vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.